Chào các bác nhá. Hân hạnh chào đón các bác đã quay lại với YouTube của Tân Ánh Ngọc Ánh, Tân Ánh Bắc Giang các bác nhá. Chuyên những cái vật tư cho ngành nuôi ong. Hôm nay là em sẽ quay chi tiết cho các bác, giới thiệu sản phẩm cho các bác, đó là cái gọi là phôi thùng ong các bác nhá, phôi thùng ong. Như là trên tiêu đề em có ghi nhá, phôi thùng ong này. Đây là cái bộ phôi thùng nuôi ong nội các bác nhá. Phôi thùng nuôi ong nội. Đấy. Thì đối với chất liệu ván của nó thì sẽ là gỗ gạo các bác nhé, gỗ gạo này. Em báo giá luôn cho các bác để các bác nắm được. Đối với bộ phôi gỗ gạo cao cấp, cái này gọi là hàng gỗ gạo cao cấp này, thì giá của nó mà chưa có phí ship thì sẽ là 150.000 các bác nhé, 50.000. Thế còn có phí ship rồi em bao ship cho các bác luôn là 180.000 là xem bao ship. Thế còn các bác nào mà muốn hàng rẻ thì em sẽ có hàng rẻ cho các bác. Đó là 130.000 các bác nhé. Đấy, 130.000 bộ phôi. Đó là phôi bằng gỗ chám. Gỗ chám là những cái thành này này thì là ván nguyên. Còn những cái nắp thì lại là ván ghép. Đấy, nó tóm lại là phôi bằng ván ghép ấy. Nhưng mà chất liệu gỗ là gỗ chám thôi, không phải là gỗ gạo. Thì sẽ là 130.000. Đấy thì các bác xem cái video tiêu đề em để là phôi thùng 130.000 ấy, thì chính là cái phôi gỗ chám ghép các bác nhé. Và hàng đấy gọi nó là hàng đặt. Thì các bác có nhu cầu đặt hàng thì là vui lòng đặt cọc, thì em sẽ cho xưởng cho thợ tiến hành xẻ cái phôi đó cho các bác. Thế còn đây là cái hàng chuẩn chỉ, hàng có sẵn đây các bác này, hàng này là hàng chuẩn chỉ, hàng có sẵn thì giá của nó là 150.000 chưa ship và 180.000 giá có ship. Ở đây là cái tấm ván này các bác, tấm này tấm nắp này. Đấy, tấm nắp nguyên một tấm liền như này, khi mình đóng lên thì sẽ thành cái nắp giống như này. Đấy, thành cái nắp giống như này. Thì hàng của em là hàng bán liền nhé, hàng bán liền. Đây là cái miếng đằng sau cửa sổ này, đằng sau cửa sổ này. Đây là miếng hồi trước này, miếng hồi trước này. Và miếng này là miếng bên sườn này. Thì cái bộ phôi này là bộ phôi cửa liền. Thế còn bốn cái bộ phôi cửa mí thì cái này sẽ cắt bằng nhé các bác nhé. Đấy, cái này thì em chỉ còn vài bộ thôi, còn nó chủ yếu là cái hàng cắt bằng này này. Đó. Nhưng mà ván thì vẫn là ván liền, toàn bộ là gỗ gạo ngâm hết các bác nhé. Thế còn đây là những cái thanh nẹp này. Đấy, cái này phải đảm bảo nhận cho các bác đầy đủ hết. Đây là mấy cái miếng ghép để làm đáy này, 3 miếng, 4 miếng để ghép vào làm đáy này. Đấy. Cái nẹp trên cái nắp đậy này, nẹp thang đỡ này. Rồi cái cửa sổ này, cửa sổ đây các bác nhé, cửa sổ. Rồi cái chắn cửa chính này, chắn cửa chính. Và cửa chính đây này. Đấy, cửa chính đây. Và các bác lưu ý nhé, mỗi một bộ phôi bên em, cho dù là loại rẻ tiền 130 hay loại đắt tiền 150 thì đều có tặng các bác một ván ngăn nhé, đều tặng một ván ngăn. Thế còn về cái cước phí thì nôm na nó sẽ đắt hơn 30.000 đấy, cao hơn 30.000 đấy, nhưng mà em sẽ hỗ trợ cho các bác, em chỉ thu của các bác 30.000 tiền phí thôi. Có nghĩa là các bác nào mà thích chơi bộ rẻ bằng ván ghép mà lại là gỗ chám thì là 130.000, thêm 30.000 phí ship mới là 160. Thế còn các bác nào mà chơi gọi là hàng cao cấp, mà chủ yếu các bác chủ yếu là chọn hàng cao cấp này là chính này, gỗ gạo này, ấm nuôi ong tuyệt vời này, ấm này mùa đông và mát vào mùa hè, khô ráo nhẹ nhàng dễ vận chuyển, ván này là ván liền ngâm kỹ để chống mọt thì là 150.000, thêm tiền phí nữa là 180.000. các bác cứ mua là 180.000 thì em bao phí cho các bác đi toàn quốc, một thùng cũng như 10 thùng. Đấy, thế còn phí nó sẽ cao hơn đấy, em hỗ trợ cho các bác thu 30.000 tiền phí thôi. Thế còn cái hàng rẻ kia thì nó là 130.000, phí thêm nữa là 160 các bác nhé. Đấy. Thế ngoài ra thì nhà em còn đủ tất cả các vật tư khác trong ngành nuôi ong, đặc biệt là những cái mẫu thùng quay mật cao cấp này, mẫu thùng quay mật cao cấp bằng inox hàn, này có đế chân sẵn các bác nhé. Đấy, có đế chân sẵn gióng xong thành như này luôn. Đấy, thành người hoàn chỉnh như này. Đấy, toàn bộ inox hết, vô cùng tuyệt vời luôn nha các bác nhé. Thì vui lòng các bác truy cập kênh, bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh và các bác theo dõi những cái video, theo dõi những cái danh sách phát của kênh để các bác nắm được những cái sản phẩm để các bác lựa chọn cho mình một cái dụng cụ phụ kiện nuôi ong ưng ý nhất nhé. Rồi, em xin cảm ơn. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video clip sau nhé.